Là tiếng sấm vang rền thời đại. Là ánh sáng soi rọi chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do. Là mồi thuốc dẫn, biến châu Phi thành lục địa bùng cháy, thiêu rụi hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam đã làm cho các dân tộc thuộc địa ngẩng cao đầu. Đi tìm câu trả lời, tại sao chiến thắng Điện Biên Phủ lại lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu? Các phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đã tới Algeria, Maroc, Angola, Mozambique và Burundi và đã được nghe những câu chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ đã thay đổi số phận các dân tộc thuộc địa và biết bao số phận con người tại châu Phi ra sao. Và làm thế nào chiến thắng ấy đã kết nối các dân tộc vì phẩm giá và lương tri nhân loại. Bảy mươi năm sau chiến thắng vĩ đại, tiếng sấm Điện Biên Phủ vẫn âm vang. Những năm 1950, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi giống như miền sa mạc. Bốn bề mịt mờ không lối thoát, khát bỏng, mong chờ một cơn mưa. Đầu năm 1954 tại Việt Nam, mưa dông mang sấm sét sắp giáng xuống đầu quân Pháp ở Đông Dương trong một cuộc đụng đầu lịch sử giữa quân đội Việt Minh và quân đội Pháp tại thung lũng Lòng Chảo, Điện Biên Phủ. Dân tộc Việt Nam đã tin tưởng rằng khi giờ đã điểm, một là sống, hai là chết, đã đến lúc hành động bằng mọi giá để giải phóng đất nước, đánh đuổi thực dân Pháp. Họ có niềm tin vững chắc như vậy vì họ đã hành động theo chính nghĩa, vì tình yêu Tổ quốc. Việt Nam không chỉ chấp nhận thách thức mà còn coi Điện Biên Phủ là chiến trường quyết định và là trận quyết chiến để giải phóng đất nước. Chính nhân dân đã vận chuyển pháo, đạn dược, thiết bị để bao vây và tiến công trận địa của quân Pháp. Chính sức mạnh của nhân dân đã làm nên tất cả. Trong khi Pháp có đầy đủ các phương tiện chiến đấu như xe tăng, máy bay, thì quân đội Việt Nam chỉ có những chiếc xe đạp thô sơ. Tôi cũng đã từng đến thăm trận địa Điện Biên Phủ. Tôi thấy ở đó có tất cả mọi thứ, có nguồn nước uống, bệnh viện dã chiến ở dưới hầm, các thiết bị phẫu thuật. Như vậy, người Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần và cơ sở vật chất, bởi vì họ quyết tâm đánh bại thực dân Pháp.
d'un mouvement de libération, d'une guérilla. Tướng Giáp đã tổ chức được một chiến dịch bao vây, thắt chặt quân Pháp. Mãi sau này, người Pháp mới nhận ra rằng họ đã tự mắc bẫy chính mình. Bộ đội Việt Nam tiến quân từ nhiều phía, thông qua các đường hào, đường hầm. Đó giống như công việc đào hang của Lạch Kiến. Và sau này thì Algeria chúng tôi cũng đã học tập chiến thuật này. Quân đội Việt Nam đã bài binh bố trận, đã huy động mọi thứ, tấn công từ nhiều phía và khiến quân Pháp thực sự hoảng loạn, mặc dù họ có đầy đủ các phương tiện và máy bay chiến đấu. Khi tôi đọc các tác phẩm về trận chiến Điện Biên Phủ thì giống như là đang xem một bộ phim lịch sử hành động hào hùng. Quand je lis les ouvrages sur Điện Biên Phủ, c'est un film. Vào buổi chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngay sau khi lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam kiêu hãnh phất cao, báo hiệu chiến thắng của nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ, thì hàng triệu lá cờ khác cũng tung bay trên khắp các châu lục. Nhân dân các nước mừng vui xiết bao vì chiến thắng của Việt Nam và thất bại của quân Pháp. Những ngày đó đối với chúng tôi như một lễ hội. Chúng tôi đã ăn mừng và tham gia từ xa cùng những người Việt Nam anh em. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trên tờ nhật báo Paris Match đăng hình ảnh các tù binh Pháp lũ lượt đi dưới sự giám sát của bộ đội Việt Nam. Đó là những ấn tượng tôi không thể quên được. Pháp lúc đó chưa phát hiện ra rằng khi phơi bày trước dân chúng tại các thuộc địa của mình sự kiện Điện Biên Phủ, họ đã gieo rắc mầm mống cho sự sụp đổ nhanh chóng của chính mình. Là chính phủ Pháp từ Paris nó ra cái lệnh là tất cả các nước thuộc Pháp và các thuộc địa của Pháp đều phải treo cờ rủ trong 3 ngày để tang về cái sự thất trận của Pháp ở Điện Biên Phủ. Thì thực ra cái lệnh đó, đó lại là một cái thông tin nhanh nhất nó đến tất cả các thuộc địa, là tất các thuộc địa đều biết rằng là Pháp đã thua rồi. Paris, thủ đô hoa lệ. Nhưng cách đây 70 năm, Khải Hoàn Môn đã không được đón chào những người chiến thắng trở về. Điện Biên Phủ không chỉ là vết thương chảy máu ngoài da, mà còn thấm sâu vào nội tạng chính phủ Pháp. Các chính trị gia tìm kiếm lỗi lầm không thể tha thứ được của những người phải chịu trách nhiệm về thảm họa. Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến của Việt Nam đã minh chứng rằng thực dân Pháp chỉ là con số 0. Lính Pháp không phải là những chiến binh, họ chỉ mạnh đối với những nước không có vũ khí. Nhưng sau đó, tất cả cũng chấm dứt, bởi vì họ không có sự dũng cảm và ý chí quyết tâm cao trong chiến đấu như bộ đội Việt Minh. Phần đắng chát nhất của thất bại tại Điện Biên Phủ đó là Pháp đến hội nghị Geneva với hai bàn tay trắng và ngày 21 tháng 7 năm 1954 buộc phải ký vào Hiệp định Geneva công nhận nền độc lập của Việt Nam, Lào và Campuchia, chấm dứt chế độ thực dân tại Đông Dương. Lần đầu tiên trong lịch sử, Pháp đã buộc phải ngồi xuống bàn đàm phán với tâm thế của kẻ thất bại. Điều tương tự này cũng sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 1962 tại Evian về đàm phán hòa bình cho Algeria. Nhưng với âm mưu không để tuột mất Đông Dương, Mỹ không ký vào tuyên bố chung của Hiệp định Geneva. Và ngay sau đó, thế chân Pháp tiến hành một cuộc chiến tranh mới chống lại nhân dân Việt Nam. Nhưng Mỹ không biết rằng có một trận Điện Biên Phủ khác chờ đón mình.
tháng 12 năm 1972, nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, đánh bại cuộc tập kích đường không của Mỹ vào Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam. Giống như ông bạn Pháp, Mỹ cũng phải ngậm ngùi ký vào Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào tháng 1 năm 1973, tạo bước ngoặt quyết định để cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Điện Biên Phủ không chỉ của riêng Việt Nam mà đã trở thành một tên gọi chung trên toàn thế giới. Chỉ những trận chiến làm thay đổi cục diện có tính quyết định, mở ra bước ngoặt sống còn của các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20. Điện Biên Phủ, tiếng sấm âm vang địa cầu, đã trở thành niềm cảm hứng thời đại lớn lao. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã là đòn giáng mạnh vào thực dân Pháp và là cú sốc đối với thực dân. Dù là thực dân Pháp, Anh hay thực dân khác. Người Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi một điều quý giá. Nếu dân tộc Việt Nam giành được tự do, độc lập, chúng tôi cũng sẽ làm được như vậy. Họ hào hứng theo dõi cái thắng lợi của Việt Nam, nhưng đồng thời họ cũng lại đặt ra câu hỏi là vì sao mà Việt Nam làm được cái điều đó? Thì đó lại là cái mở đầu cho cái quá trình họ tìm hiểu cái phong trào kháng chiến của Việt Nam sau này. Tướng Delat de Tassigny, chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương năm 1951, đã từng tiên đoán nếu để mất Đông Dương, tất sẽ nhanh chóng kéo theo một cuộc vùng dậy ở Bắc Phi. Và lời tiên đoán đó là chính xác. Tiếng sấm Điện Biên Phủ báo hiệu một cơn mưa lớn, mang dòng thác cách mạng sẽ đổ xuống miền sa mạc châu Phi. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ thì các nhà chính trị và lãnh đạo cách mạng Algeria đã hiểu rằng chỉ có làm theo cách làm của Việt Nam thì mới có thể giành được độc lập. Đó là đấu tranh vũ trang, bởi vì Pháp sẽ không bao giờ chấp nhận rời khỏi Algeria qua đàm phán hòa bình. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 1954, cuộc kháng chiến của dân tộc Algeria đã diễn ra trong suốt 8 năm gian khổ, giáng cho quân Pháp nhiều đòn chí tử. Tháng 3 năm 1962, chính phủ Pháp đã buộc phải ký kết hiệp ước đình chiến Evian, thừa nhận quyền độc lập của Algeria. Việt Nam và cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đã ăn sâu vào tâm trí của người dân Algeria. Đối với chúng tôi, Việt Nam là một dân tộc có lòng dũng cảm phi thường khi chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp. Sau khi giành độc lập, chúng tôi đã lựa chọn đứng về phía Việt Nam, luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Điện Biên Phủ như một cú chạm nhẹ đã giải phóng một vị thần mạnh mẽ ra khỏi chiếc đèn thần thoại. Vị thần đó là chủ nghĩa dân tộc Phi. Các phong trào đấu tranh đòi độc lập diễn ra ào ạt và mạnh mẽ. Riêng năm 1960, 17 quốc gia giành được độc lập từ tay chủ nghĩa thực dân và được gọi là Nam Châu Phi. Đến 1968, có tới 39 nước ở châu lục này, gồm 85% lãnh thổ và 93% dân số, đã giành được độc lập ở các mức độ khác nhau. Điện Biên Phủ đã đập tan giáo điều về sự bất khả chiến bại của các thế lực thực dân.
trước sức mạnh của chúng. Nếu ta chỉ có vài khẩu súng, xe tăng, máy bay, thì chúng ta có thể làm gì? Điện Biên Phủ đã chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể làm nên được kỳ tích. Việt Nam chính là chất xúc tác của các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân. Khi phong trào giải phóng của chúng tôi còn non trẻ, những người lính du kích của chúng tôi còn bám trụ trong những khu rừng, đã được truyền cảm hứng từ các sự kiện lịch sử ở Việt Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam năm 1954. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ ở tỉnh Điện Biên có một tấm bản đồ mô tả sự tác động của chiến thắng Điện Biên Phủ với các dân tộc thuộc địa ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Những chấm sáng nhất và nhiều nhất là ở châu Phi. Việt Nam là tấm gương về một dân tộc, một đất nước đã chiến đấu, đã trả giá bằng xương máu của mình, để thế hệ sau được hưởng thành quả của nền độc lập. Khi người dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh, thì họ sẽ không lùi bước. Đó là một cuộc cách mạng điển hình và đầy hào hùng, đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Chưa có dịp được đến đất nước các bạn, nhưng tôi rất ngưỡng mộ sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam. Trên những nẻo đường, góc phố tại nhiều nước châu Phi hôm nay, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh Việt Nam. Con phố Việt Nam tại thủ đô Rabat của Maroc, hay một cổng làng Việt Nam tại tỉnh Kenitra. Hay góc Việt Nam trong các bảo tàng. Không phải tới khi có chiến thắng Điện Biên Phủ mà nhân dân các nước châu Phi mới biết đến và trân trọng Việt Nam như vậy. Mà trước đó rất lâu, sự kết nối Việt Nam-Châu Phi đã được hình thành qua những tương quan lịch sử và sự đồng cảm trong vận mệnh các dân tộc bị áp bức. Cả Việt Nam và châu Phi đều cùng sở hữu những nền văn minh rực rỡ, những nét văn hóa độc đáo, đầy bản sắc và đều khao khát độc lập, tự do. Dù sau lũy tre làng hay trên những đồng cỏ, sa mạc rộng lớn của châu Phi, vì vị trí địa lý và sự giàu có của mình, lịch sử của cả Việt Nam và châu Phi hàng ngàn năm là lịch sử của các cuộc chiến tranh chống bành trướng, xâm lăng. Hai dân tộc chúng ta gần gũi cũng bởi những giá trị nhân văn, đó là tình yêu tự do và khát vọng giải phóng con người, cũng như là lòng căm ghét với sự chiếm đóng và nô lệ. Đó là những nỗi đau chung mà chúng ta đã đều phải chịu đựng. Cả hai dân tộc chúng ta, Việt Nam và Maroc, đều có lịch sử rất vẻ vang, rất đáng tự hào, khi chúng ta luôn đấu tranh và giành được chiến thắng trong đánh đuổi giặc ngoại xâm và thực dân. Thế kỷ 19, buổi bình minh của cuộc cách mạng công nghiệp, với sự ra đời của máy móc, biến châu Âu thành công xưởng của thế giới, thì nó đã trở thành một lục địa khao khát làm giàu bằng cách lấy đi sự giàu có của các quốc gia khác. Và thật không may, Đông Dương và châu Phi thì có nhiều thứ mà thực dân châu Âu thèm muốn. Các cái nền sản xuất công nghiệp ở các nước phát triển ấy, họ khát tài nguyên. Và lúc đấy ấy, thì với công nghệ đấy thì quốc gia nào có được cái nguồn tài nguyên nhiều hơn và nguồn tài nguyên quý nhiều hơn phục vụ cho sự phát triển công nghiệp thì nước đó trở thành, vươn lên là trở thành là mạnh mẽ hơn. Đấy, chính thế cho nên là cái cuộc
săn lùng cả cái châu lục châu Phi với các cái nguồn tài nguyên khác nhau. Bên cạnh vàng kim cương, nhưng là có rất nhiều các cái tài nguyên khác là nó lại đem lại cho để nó phát triển cái công nghiệp. Trang sử đau thương tàn nhẫn trải dài 4 thế kỷ của việc buôn bán nô lệ da đen đã làm hoen ố lịch sử văn minh của loài người. Nước mắt người châu Phi chưa kịp khô, thì thế kỷ 19 lại tiếp tục là những năm tháng biến động kinh hoàng bởi súng đạn xâm lược của thực dân châu Âu. Nhiều nước châu Á cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, trong đó có Việt Nam. Đoàn kết vì tự do, nhưng bị chia rẽ trong các nỗ lực kháng chiến nhỏ lẻ. Các nước châu Phi và Đông Dương nhanh chóng bị khuất phục trước chính sách ngoại giao pháo hạm của thực dân châu Âu. Dưới ách thống trị của thực dân, những nỗi đau như thế này vẫn còn hằn sâu trong những bức ảnh hay kỷ vật ở các bảo tàng lịch sử và cả trên những đường phố, những tượng đài tại rất nhiều quốc gia châu Phi. Cũng là những nỗi đau mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng gần một thế kỷ. Tấm ảnh đen trắng, nhưng ký ức thì đầy máu đỏ. Để thống trị ở Algeria, nước Pháp đã không ngần ngại thực hiện những tội ác dã man. Họ tìm cách cướp bóc người dân, thực hiện chính sách ngu dân, cấm người dân học tiếng Ả Rập, không cho người dân có việc làm và hưởng những quyền bình đẳng như nhân dân Pháp. Vì vậy, những ai muốn phản kháng, đòi được đi học hay đòi có việc làm đều bị lập tức tống giam vào tù và bị tra tấn. Đối với những người Ả Rập yêu nước bị bắt vì tình nghi, thực dân Pháp vẫn dùng những nhục hình dã man như roi gân bò, dìm xuống nước, quay điện, thụt nước bẩn vào bụng. Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bài báo, bài viết như vậy về phong trào cách mạng ở châu Phi. Dù bận nhiều việc nước, người vẫn luôn dõi theo châu Phi bởi trong tư tưởng của người. Đoàn kết quốc tế, trong đó có đoàn kết với các nước châu Phi, giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì cuộc đấu tranh chung của nhân dân các nước thuộc địa sẽ góp phần làm suy yếu hệ thống thực dân và đem tới giải phóng ở mỗi quốc gia. Như chân lý người tìm thấy khi còn là chàng trai mang tên Nguyễn Ái Quốc. Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, người có hai lần ghé qua châu Phi vào năm 1911 và năm 1912. Chứng kiến thân phận cùng cực của người da đen cũng không khác gì người Việt Nam ở quê hương. Người rơi nước mắt và nhận ra, dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai loại người bóc lột và người bị bóc lột. Chung lý tưởng tìm con đường giải phóng dân tộc đã khiến Nguyễn Ái Quốc thân thiết với nhiều nhà hoạt động chính trị nổi tiếng của các nước châu Phi cũng đang ở Pháp. Họ cùng nhau tổ chức ra Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa và ra báo Le Paria, Người cùng khổ. Trong số đầu tiên, Nguyễn Ái Quốc đã viết: báo Le Paria ra đời chính là do sự đồng cảm sâu sắc của các bạn ở Bắc Phi, Tây Phi thuộc Pháp, ở Madagascar. Các cái nhân vật hoạt động của châu Phi đó tham gia vào từ cái việc viết bài, từ cái việc gây quỹ, từ cái việc bán báo và truyền báo về các thổ địa, thì đó là cái có thể nói là cái cơ sở đầu tiên để cho những người thanh niên yêu nước ở Việt Nam, ở các nước khác, đặc biệt là các nước châu Phi gặp gỡ nhau. Cái chiến thắng ở Điện Biên Phủ ấy, chúng ta có thể nói là chiến thắng là một cái thời điểm đâm hoa kết trái của cái phong trào được gieo trồng ở những năm 1920. Mãi cho đến năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có dịp quay trở lại châu Phi khi trên đường sang Pháp theo lời mời của chính phủ Pháp.
Và để trực tiếp theo dõi chỉ đạo phái đoàn đàm phán của Việt Nam tại hội nghị Fontainebleau. Chuyến bay của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghé qua hai nơi tại châu Phi là Cairo, Ai Cập và tỉnh Biskra, một tỉnh phía nam của Algeria. Khách sạn này tại tỉnh Biskra vẫn giống như gần 80 năm về trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân tại đây ngày 11 tháng 6 năm 1946. Ngày đó, nó có tên là khách sạn Transatlantic. Đây chính là căn phòng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lưu trú. Nay là một nhà hàng. Tại đây, Hồ Chí Minh đã gặp gỡ trò chuyện với các nhân sĩ, trí thức yêu nước của Algeria. Trong buổi trao đổi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tiến sĩ Ahmed Srip Saden tại khách sạn này, người ta kể rằng Hồ Chí Minh nói nhân dân Algeria chưa nên nóng vội phát động cuộc chiến tranh vũ trang bởi vì Algeria chỉ cách Pháp có 2 giờ bay, trong khi đó Việt Nam ở rất xa Pháp. Nếu phát động chiến tranh vũ trang sớm, Algeria có thể bị đàn áp nhanh chóng. Vì vậy, Algeria có thể phải đợi khi Việt Nam đánh bại được thực dân Pháp, thì Algeria sẽ có vị thế tốt hơn để làm cách mạng. Và đúng là điều đó đã xảy ra. Từ một nguyện ái quốc của một quốc gia, của một thổ địa, mà bây giờ đã trở thành vị chủ tịch của một nước Việt Nam độc lập, được chính phủ Pháp tiếp đón một cách trọng thể. Và được nhân dân Pháp rất là, có thể nói là rất là mến mộ. Và cái vị trí của Việt Nam ở trên trường quốc tế nó nổi bật lên. Thì chính cái điều đó nó làm cho rất nhiều người châu Phi quan tâm đến Việt Nam. Đầu năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho Abdelkrim al-Khattabi, lãnh tụ phong trào kháng chiến người Maroc chống lại thực dân Tây Ban Nha và là tổng thống của Cộng hòa Rif, lúc này đang lưu vong tại Ai Cập, người nổi tiếng với cách đánh du kích, sử dụng hệ thống hầm hào, để đề nghị ông kêu gọi những người lính Maroc. Lời kêu gọi của ông đã đến được với các binh sĩ Pháp, Maroc và Bắc Phi ở chiến trường Việt Nam, khiến hàng trăm người trong số họ đã rời bỏ hàng ngũ quân Pháp, đứng về phía chính nghĩa, gia nhập quân đội Việt Minh và góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhà lãnh đạo của Maroc đã gửi ngay một bức thư tới những thanh niên Maroc bị thực dân Pháp bắt làm lính lê dương sang Việt Nam. Hỡi những người lính Maroc, những người vẫn đứng trong hàng ngũ quân đội Pháp, các bạn đang chiến đấu với một dân tộc anh em, đang cố gắng giải phóng mình, chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp. Có thể nói, bức thư này có tác động rất lớn. Nhiều đồng chí châu Phi của Nguyễn Ái Quốc sau này cũng trở thành lãnh tụ của các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Còn đối với các nguyên thủ, các lãnh đạo của các nước châu Phi đã giành được độc lập sau này, Hồ Chí Minh không chỉ là Bác Hồ mà còn là người anh cả mến yêu. Điện Biên Phủ chính là một kỳ tích của một cuộc kháng chiến bắt đầu từ năm 1945. Và những người lính may mắn được dẫn dắt chỉ huy bởi những nhà lãnh đạo phi thường, đó là Hồ Chí Minh và Tướng Giáp. Ở đây, chúng tôi gọi Hồ Chí Minh một cách thân thương và để tôn trọng là Bác Hồ. Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng đối với tầm nhìn của các nhà cách mạng Algeria, những người đã xác định được mục tiêu cách mạng không phải là giành chiến thắng quân sự, không chỉ thành lập một nhà nước có chủ quyền, mà phải cho nhân dân có các điều kiện sinh sống, quyền tự do và được tôn trọng. Điều này vô cùng quan trọng. Ở đất nước Algeria xinh đẹp và anh hùng, có một con đường dài 5 km chạy dọc bờ biển,
là con đường đẹp nhất thủ đô Algiers, mang tên Đại lộ Hồ Chí Minh. Ở thành phố Oran cũng có một con đường như thế. Từ biển Địa Trung Hải biếc xanh, êm êm sóng vỗ, tới các đất nước phía Nam Châu Phi như Mozambique, Angola, Madagascar, nơi đâu cũng có những con đường, những tượng đài Hồ Chí Minh. Và trên những miền đất khác của Châu Phi, nơi độc lập, chính nghĩa, công bằng vẫn còn là ước mơ của dân tộc, thì thanh âm Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ vẫn đồng nghĩa với khát vọng giải phóng và tự do. Tập 2 của bộ phim này sẽ là câu chuyện về danh từ Điện Biên Phủ đã biến thành một động từ cách mạng ra sao để thúc giục các dân tộc đứng lên, sát cánh chiến đấu, hy sinh để thực hiện những chiến thắng Điện Biên Phủ khác của riêng dân tộc mình, tìm lại độc lập, tự do.